Hoàng Dung xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Mỹ TV trên băng tần 14.6. Và như thường lệ, Hoàng Dung xin gửi đến quý vị phần tin thế giới. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị, bản tin đầu tiên về thế giới cho biết, Ấn Độ đã cấm cửa 43 ứng dụng của Trung Quốc. Ấn Độ tuyên bố cấm cửa 43 ứng dụng của Trung Quốc, nâng tổng số phần mềm của nước này đã bị New Delhi đưa ra vào danh sách đen lên hơn 200. Vào ngày 24 tháng 11, Ấn Độ thông báo họ đã cấm 43 ứng dụng của Trung Quốc, trong đó bao gồm ứng dụng từ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba. Viện dẫn cáo buộc những phần mềm này đã gây đe dọa tới chủ quyền và toàn vẹn của Ấn Độ. Trước đó, Ấn Độ từng cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm cả TikTok. Chỉ vài tuần sau khi các cuộc giao tranh với Trung Quốc ở khu vực tranh chấp chủ quyền tại Ladakh leo thang căng thẳng hồi tháng 6, với đỉnh điểm là vụ đụng độ đẫm máu khiến cho hàng chục người thiệt mạng. Vào tháng 9, Ấn Độ tiếp tục đưa 118 ứng dụng Trung Quốc vào danh sách đen. Trong lệnh cấm gần nhất, Ấn Độ đã cấm các ứng dụng nổi tiếng như là AliExpress hay là phần mềm dịch vụ vận chuyển hàng hóa Lalamo và các ứng dụng hẹn hò và phát sóng trực tiếp. Alibaba trước đó đã đầu tư khủng vào thị trường là 1,3 tỷ dân đang bùng nổ ở Ấn Độ trong các lĩnh vực thanh toán số và mua sắm trực tuyến. Căng thẳng với Bắc Kinh ở khu vực tranh chấp chủ quyền đã làm gia tăng tâm lý phản đối Trung Quốc trong người dân Ấn Độ. Phong trào tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc đang diễn ra trên khắp quốc gia Nam Á. Năm ngoái, Trung Quốc xuất sang Ấn Độ lượng hàng hóa trị giá là 74,9 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Nước máy ở Trung Quốc bắt lửa cháy phừng phừng. Thưa quý vị, người dân tại một thành phố ở phía đông bắc Trung Quốc đã than phiền vì đã phát hiện nước máy chảy ra từ vòi nước nhà của họ có thể bắt lửa và bốc cháy. Theo Daily Mail, đoạn video ghi lại ở làng Saiyin, bang Cẩm, Liêu Ninh, Trung Quốc cho thấy, khi một người dân đưa bật lửa lại gần dòng nước máy đang chảy xuống, thì nguồn nước đột nhiên bốc cháy phừng phừng. Vụ việc thu hút sự chú ý của các hãng truyền thông lớn Trung Quốc sau khi cô Wen, một người dân Saiyin, đã đăng đoạn video lên mạng và nói rằng nhà của cô đã phải sống trong cảnh nước máy bắt lửa như thế này từ 3 cho đến 4 năm qua. Cô nói, nó đã xảy ra từ lâu rồi, sau khi rửa tay hoặc là rửa bát, tay của chúng tôi cảm thấy nhờn nhờn và không thể rửa trôi được. Cô Wen đã nói như vậy. Khi cha của cô Wen phàn nàn về tình trạng này với nhà máy cấp nước địa phương, ông nhận được câu trả lời là do tay của họ như vậy. Cô Wen đã nói, hơn 100 gia đình trong làng của cô cũng gặp phải vấn đề tương tự. Sau khi vụ việc trở nên rầm rộ trên truyền thông, chính quyền địa phương hồi cuối tuần qua đã tuyên bố họ sẽ vào cuộc để điều tra. Chính quyền Bàn Cẩm vào ngày 23 tháng 11 xác nhận rằng vụ việc xảy ra là nguồn nước máy cung cấp cho các hộ gia đình bị nhiễm khí gas tự nhiên. Vì vậy, nó đã bốc cháy như trong đoạn video khi bật lửa được đưa vào gần. Và kính thưa quý vị, cách mà Hàn Quốc và Nhật Bản phân loại rác. Quy định phân loại rác từ hộ gia đình tại Nhật Bản và Hàn Quốc rất nghiêm ngặt. Người vi phạm thậm chí có thể bị phạt tiền. Ở Nhật Bản, nơi nổi tiếng với các tiêu chuẩn phân loại rác nghiêm ngặt nhất thế giới, hoạt động phân loại và tái chế rác đã được thực hiện suốt nhiều năm qua, đã trở thành kỹ năng sinh tồn cơ bản của người dân. Quy định về phân loại và tái chế rác ở các vùng khác nhau của Nhật Bản phần lớn tương tự nhau, như là có thời gian cố định để xử lý từng loại rác. Việc xử lý những rác thải lớn cần được đặt chỗ trước và trả phí. Và xả rác bừa bãi có thể bị phạt tiền nặng, thậm chí có thể ngồi tù. Ví dụ như tại quận Shibuya, thủ đô Tokyo, để xác định các loại rác thải, người dân đầu tiên cần tham khảo bảng phân loại rác. Rác thải sinh hoạt về cơ bản được chia thành các loại rác dễ cháy, không cháy, tài nguyên và rác thải lớn. Quay sang Trung Quốc, thì nước này đã tố cáo con trai của Tổng thống Brazil là đã làm tổn thương quan hệ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil cáo buộc con trai của Tổng thống Jair Bolsonaro đã làm tổn thương quan hệ hai nước khi mà chỉ trích Huawei.
Đầu tháng 11, chính phủ cánh hữu của Brazil đã gia nhập Clean Network, liên minh kỹ thuật số giữa hơn 30 quốc gia và các công ty viễn thông lớn do Mỹ dẫn đầu, bài trừ những công nghệ mà Washington coi là đã bị Trung Quốc thao túng như là thiết bị của tập đoàn viễn thông Huawei. Một phần của sáng kiến tập trung vào việc xây dựng mạng điện thoại di động 5G và loại bỏ thiết bị của hai công ty Trung Quốc, đó là Huawei và ZTE. Trong khi đó, thì các nhà mạng hàng đầu của Brazil đang thử nghiệm thiết bị 5G của Huawei và cho hay là họ muốn có càng nhiều lựa chọn càng tốt. Hạ nghị sĩ Eduardo Bolsonaro, con trai của Tổng thống Bolsonaro, đã tuyên bố những lời bôi đen bầu không khí hữu nghị giữa hai nước và làm tổn hại hình ảnh của Brazil. Đại sứ quán Trung Quốc đã viết trên Twitter như vậy vào hôm 24 tháng 4. Quay sang Anh Quốc, thì nước Anh đề xuất dự luật an ninh cấm Huawei tham gia mạng 5G. Thưa quý vị, Anh Quốc vào hôm thứ Ba đã đề xuất dự luật an ninh mới. Theo đó, thì các hãng viễn thông khổng lồ của nước này sẽ bị phạt nặng nếu như không tuân thủ quy định đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Dự luật an ninh viễn thông đã cấm việc để cho hãng Huawei của Trung Quốc tham gia vào mạng viễn thông 5G của Anh. Anh Quốc cho biết, thiết bị 5G của Huawei phải gỡ bỏ hết vào năm 2027. Huawei cảnh báo, Anh Quốc đừng đổi ý về 5G sau đại dịch. Nghị sĩ Anh Quốc còn cho biết, đến Việt Nam còn không muốn Huawei. Những nước nào chẳng công nghệ 5G của Huawei? Dự luật cũng quy định rằng, công ty nào đến hạn chót mà không đáp ứng được các yêu cầu an ninh cao hơn cũng sẽ phải đối diện với những khoản phạt khổng lồ. Trong số này gồm cả việc phạt 10% doanh thu, tức là hơn 100.000 bảng Anh một ngày. Các nỗ lực nhằm cấm Huawei tham dự vào mạng lưới 5G đã được đưa ra kể từ hơn một năm nay. Nhưng dự luật này là bước đi đầu tiên trong việc đưa những lệnh cấm đó thành luật. Nếu như quy định chi tiết chính xác về cách thức áp dụng lệnh cấm, nếu được Quốc hội thông qua. Và tại Canada, Thủ tướng Trudeau cho biết, người Canada không trong số đầu tiên được tiêm chủng vaccine. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 11, Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng Canada sẽ phải chờ vaccine vì những vaccine đầu tiên ra khỏi dây chuyền sản xuất chắc chắn được dùng cho những công dân của những nước sản xuất vaccine. Ông Trudeau nói, có thể hiểu được là các công ty dược của Mỹ sẽ phân phối vaccine tại Mỹ trước khi phân phối trên toàn thế giới. Ông nói, một ít lâu sau đó họ sẽ bắt đầu tôn trọng hợp đồng và phân phối như đã ký với các nước khác, trong đó có Canada. Ông Trudeau nói thêm, chúng ta hy vọng là bắt đầu nhận được các liều vaccine vào một vài tháng đầu năm 2021. Ông Trudeau nói, người Canada không phải chờ cho đến khi mọi người tại Mỹ được tiêm chủng trước khi Canada nhận được vaccine. Vấn đề này được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tuần qua, và ông Trudeau nói, ông đang làm việc với các đồng minh để đảm bảo là có sự luân chuyển tự do các hợp đồng. Ông cho biết thêm, các nước công nhận là không nơi nào có thể qua khỏi COVID-19 cho đến khi mọi người qua khỏi COVID-19. Ông Trudeau đã cho biết như vậy, ông đã đặt mua trước một loạt các ứng viên vaccine từ các nhà sản xuất nước ngoài. Việc này sẽ giúp cho người dân Canada có những liều hiệu nghiệm càng sớm càng tốt. Và ông nói thêm rằng, Canada đã mua trước nhiều triệu liều. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau vài phút thông tin thương mại ngắn, Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời máy.